chào quý phụ huynh, tôi là điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền Trân, đang làm việc tại khoa dinh dưỡng thiết kế của Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý phụ huynh món cháo cá hồi rau ngót. Tại sao hôm nay cô Trân lại giới thiệu món cháo cá hồi rau ngót là tại vì cá hồi có thành phần dinh dưỡng rất là cao, giàu DHA, giúp cho sự phát triển não bộ của trẻ. Rau hôm nay chúng ta sẽ nấu chung với rau ngót. Rau ngót là một vị rau rất là thanh, ngọt, có nhiều chất xơ, vitamin A. Món cháo cá hồi rau ngót giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ và giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần nguyên liệu của một chén cháo nha. Hôm nay mình sẽ dùng chén cháo 200ml. Thì để làm ra nấu ra một chén cháo 200ml thì chúng ta sẽ cần 2/3 chén cháo đặc, 20g rau ngót, 20g cá hồi, 10ml dầu. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng dầu mè. Quý phụ huynh có thể sử dụng món dầu khác như là dầu ô liu, dầu gấc, dầu nành vân vân. Ngoài ra thì cô Trân sẽ sử dụng vài lát gừng. Gừng để chúng ta để hấp cá hồi cho không có tanh. Với cái món rau bồ ngót, rau ngót này thì chúng ta có thể là rửa sạch, ngâm nước muối, rửa sạch với nước, sau đó chúng ta băm nhuyễn ra. Món cá hồi thì chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta bỏ vào lò hấp. Hấp khi hấp thì chúng ta sẽ cho vài lát gừng lên trên để có thể khử được mùi tanh của cá. Sau 2 phút hấp cá thì cá đã chín thì chúng ta có thể gắp cá ra. Sau khi cá đã chín thì chúng ta có thể băm nhuyễn ra như thế này nha. Cô Trân đã băm sẵn một ít cá rồi. Đây là những nguyên liệu mà sau khi đã sơ chế rồi thì chúng ta sẽ cùng tiến hành vào bước nấu cháo. Chúng ta sẽ cho 2/3 chén cháo trắng đặt vào cái nồi. Lượng cá hồi mà chúng ta vừa băm sẵn, chúng ta bỏ 1/3 chén nước vào trong cá. Khuấy đều cá lên và chúng ta sẽ cho vào cháo. Cá hồi này chúng ta đã hấp rồi, chín sẵn cho nên chúng ta chỉ cần khuấy đều nhẹ tay lên. Và mình sẽ cho lượng rau ngót đã băm sẵn vào. Chúng ta nấu cái hỗn hợp cháo này trong vòng khoảng 5 đến 10 phút cho rau ngót chín. Món cháo này chúng ta có thể sử dụng những rau có lá khác, nhưng khi chúng ta sử dụng rau có lá thì chúng ta nhớ là bỏ sống lá và cọng lá, mình chỉ sử dụng rau. Còn nếu quý phụ huynh sử dụng những các loại củ thì chúng ta có thể hấp như là củ cà rốt, củ khoai bí đỏ để hấp trước và mình lấy muỗng tán nhẹ ra là được. Quý phụ huynh nhớ là một điều lưu ý, đó là đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi thì mình không nên nếm gia vị gì. Vì thận của trẻ không đào thải được quá 1g muối mỗi ngày nhé. Sau khi món cháo đã chín, chúng ta sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp, chúng ta sẽ không quên cho 10ml dầu. Sau khi cho dầu vào, chúng ta sẽ khuấy đều lên và cho ra chén. Vậy là món cháo cá hồi rau ngót đã thực hiện xong. Món cháo này không quá đặc cũng không quá lỏng, thì khi bé ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của cá hồi, vị ngọt thanh của rau ngót. Chúc quý phụ huynh có thể nấu được bữa ăn hợp lý cho trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh đất nước.